Suhi xin kính chào quý khán thính giả của kênh Home Review. Thật sự thì năm 2021 quả là một năm đáng nhớ và chúng ta đã trải qua một năm dịch bệnh cũng như là có rất là nhiều những đau thương mất mát đã xảy ra. Và Tết âm lịch vừa rồi cũng là một trong những Tết đầu tiên mà chúng ta đã vượt qua đại dịch Covid. Nói vượt qua thì cũng hơi quá, nhưng chúng ta đã cùng sống chung với dịch bệnh. Và thật sự Xuân Huy cảm nhận là một đứa con của thành phố biển Vũng Tàu, Xuân Huy cảm thấy được rằng là Tết âm lịch vừa qua là một mùa Tết mà du lịch đang cực kỳ phát triển luôn quý vị. Ở thành phố biển Vũng Tàu của Huy thì hầu như không còn một chỗ trống dành cho phòng, cũng như là bãi biển thì thật sự là đông đúc người. Đặc biệt đó thì quý vị cũng đọc trên những cái trang tin tức, chúng ta thấy là ở Đà Lạt và những toàn bộ những cái khu du lịch trên khắp đất nước của Việt Nam của chúng ta hầu như là cháy phòng và nhu cầu về du lịch rất là lớn. Bởi vậy năm nay bản thân Xuân Huy cũng như là đội ngũ Home Review cảm thấy là phải giới thiệu đến quý vị những cái người khách hàng thân yêu của mình những sản phẩm về du lịch và những chủ đầu tư phát triển về du lịch gọi là có uy tín và tầm cỡ. Và hôm nay thì Xuân Huy đang đứng cùng với lại dự án Nova World Phan Thiết, một trong những dự án rất là lớn và được chủ đầu tư Nova Land của chúng ta phát triển. Và chắc có lẽ là Xuân Huy cũng như là quý vị cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về dự án của Nova, nhưng cũng đã nghe rất là nhiều về Nova World. Nhưng mà để chi tiết thì Xuân Huy xin cùng đội ngũ Home Review sẽ mang đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Nova World Phan Thiết và rất là hy vọng quý vị cùng với Xuân Huy tìm hiểu tất tần tật về Nova World Phan Thiết có gì nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nào. Kính thưa quý vị, thì tại Nova World Phan Thiết quý vị cũng thấy được rằng là chúng ta đã có phân khu Florida đã được hình thành và được bàn giao. Và những cái tuyến đường như thế này quý vị có thể thấy được rằng lúc chúng ta bố trí, chủ đầu tư Novaland đã bố trí những dãy shop house rất là đặc biệt, view ra biển. Và không gian phía trước của chúng ta là sẽ tạo thành một cái khu vui chơi giải trí và một cái không gian để quý vị có thể vừa vui chơi cùng với con cái của mình và vừa có thể mua sắm giải trí và tạo nên một cái khu phố sầm uất, hình thành một cái đại đô thị về đại đô thị biển quý vị, một cái đại đô thị mà quý vị có thể về sinh sống, vừa du lịch vừa nghỉ dưỡng, và chúng ta có thể trải qua những cái khoảng thời gian gọi là bên cạnh của gia đình của mình thật sự ý nghĩa nhất. Và Xuân Huy cũng tin rằng là quý vị có thể sở hữu được những vị trí như thế này và đâu đó nó cũng là thương hiệu của quý vị trong tương lai. Quý vị thấy được lần là Xuân Huy đang đứng giữa khu shop house của Nova World Phan Thiết, và cái không gian ở đây nó tạo cho Huy một cái cảm giác rằng là nó quá rộng rãi, quá sang trọng và cũng như là quá đầy đủ những cái tiện ích. Và quý vị có thấy là xen kẽ những cái tính chất hiện đại, những thương hiệu thời trang cũng như là thương hiệu F&B, những cái món ăn đặc sản của quê hương đất nước, thì chúng ta có một cái không gian để chúng ta vui chơi giải trí cùng với gia đình. Và đâu đó vẻ đẹp biển của Việt Nam ngày càng được nâng cấp và sẽ đón rất nhiều khách du lịch trong tương lai, cũng như là sẽ phát triển được một cái tiềm năng về du lịch Việt Nam theo đúng cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của quê hương đất nước hình chữ S chúng ta, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư cũng như là phát triển những cái hình ảnh của đất nước Việt Nam tiến ra bạn bè thế giới và chinh phục được những cái thương hiệu, cũng như là chúng ta sẽ có những khu đô thị biển đẹp tuyệt vời như thế này trong tương lai, cùng với Xuân Huy và đội ngũ của mình đi tham quan quý vị nhé. Với những buổi chiều dạo biển mà thật sự mệt mỏi thì quý vị có thể dừng chân bên những quán cà phê thân thuộc với những món ăn, cũng như là chúng ta có thể những cái khoảng khách bên nhau cùng với gia đình của chúng ta với những thương hiệu rất là thân thuộc. Và rõ ràng thì trong cái sự phát triển của Novaland, chúng ta có thấy rằng là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, phục vụ khách hàng một cách chu đáo và mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho khách hàng thì được Novaland mua lại trong cái tập đoàn của mình, cũng như là phát triển thêm về những cái lĩnh vực khác. Bên cạnh bất động sản thì chúng ta có về du lịch, về nghỉ dưỡng, về ăn uống, về khách sạn, và thậm chí đâu đó trong tương lai chúng ta sẽ có những casino mà do chính Novaland vận hành luôn. Xuân Huy xin mời quý vị đón xem tiếp những video tiếp theo của đội ngũ Home Review để giới thiệu về dự án Nova World Phan Thiết cũng như là những dự án của Novaland trong tương lai nhé.